Biography. Chuyện gần đây ha, Corona chiếm sóng nhà. Nhà nhà đón Tết, Corona tự nhiên đến bất ngờ. Chuyện thịt heo tăng vẫn đang hot nha, đành nhường spotlight cho Corona. Một loại virus đến từ China, chúng ta cần phải quan tâm rất là. Từ chuyện đi ăn, nên ăn đồ chín uống rồi. Rồi vệ sinh tay, phải đảm bảo rửa thật kỹ mới được. Rồi cả không nên đi đâu quá đông, ngoại trừ deadline hay task quan trọng. Còn lại nên cứ ở nhà giải quyết qua email hay video call. Tin tức đến nhộn nhịp, mọi người phải quan tâm đâu là thật. Đừng nhầm lẫn bao nhiêu tin bịa đặt rồi lại lo nha. Corona độc hại, nhưng mọi người hãy tin y khoa trị được. Đừng bi quan quá, phải chăm sóc sức khỏe nha. Trường học thông tin tuần này được nghỉ tiếp nha. Phụ huynh sốt sắng, con em của tôi sao mãi ở nhà. Bọn trẻ cũng muốn đến lớp lắm nha, đành phải có phí Uno đi ba. Dù rất muốn đi học mà bất khả kháng thì lại ăn chơi chưa biết sao. Tin tức đến nhộn nhịp, mọi người phải quan tâm đâu là thật. Đừng nhầm lẫn bao nhiêu tin bịa đặt rồi lại lo nha. Corona độc hại, nhưng mọi người hãy tin y khoa trị được. Đừng bi quan quá, phải chăm sóc sức khỏe nha. Tin tức đến nhộn nhịp, nhưng mọi người phải quan tâm đâu là thật. Và xem tin, nghe tin do nguồn gốc. Nếu không giúp được gì thì đừng có tung ba tin bịa đặt, càng làm dối lên thôi chẳng được gì. Mọi người nghe nha, Corona độc hại, nhưng mọi người hãy tin y khoa trị được. Đừng bi quan quá, phải chăm sóc sức khỏe nha. Corona độc hại, nhưng mọi người hãy tin y khoa trị được. Đừng bi quan quá, phải chăm sóc sức khỏe nha.